Hello, xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay tôi được anh Việt sẽ dẫn đi tour Hà Nội bằng xe máy, xem nó như thế nào vào một buổi chiều chủ nhật. Đương nhiên là sẽ không đi được hết Hà Nội và sẽ đi những cái con phố chính được. Thì mời quý vị và các bạn xem cái thước phim này mà do tôi với anh Việt, anh sinh ra ở Hà Nội đây, anh sẽ dẫn tôi đi như thế nào. Mời quý vị xem nhé. Anh cứ đi thoải mái. Mình sẽ đi qua cái khách sạn mà ông Putin vừa mới ở cách đây vài ngày. Trước kia đường này nó đã là một chiều cho anh Việt nhỉ? Một chiều mấy lâu lắm rồi, rất là nhiều năm nay rồi. Đây là cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội. Ngày xưa có phải là cung này là chắc là Liên Xô xây hay sao? Đúng rồi, Liên Xô đấy. Liên Xô xây đúng rồi. Rất nhiều những cái thế hệ tài năng ở đây được đào tạo ở đây. Mình cũng học ở đây mà. Anh ngày xưa anh học ở đây. Học ở đây mà. Ca sĩ ông Nhung ở đây này. Đúng rồi, học cùng ca sĩ ông Nhung đấy. Trước mặt quý vị chính là quảng trường mùng 3 tháng 2. Và trước đây, ống kính các bạn đang được lia đến gọi là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và trước kia là Ngân hàng Đông Dương đấy các bạn. Đây chính là cái quảng trường người ta gọi là quảng trường mùng 3 tháng 2. Đó. Chúng tôi đang đi qua đây. Và bên cạnh quảng trường mùng 3 tháng 2 đó chính là vườn hoa Con Cóc. Nơi đây có một cái ngôi mộ của ông Phó Toàn quyền Đông Dương. Đó. Hiện nay đang ở góc kia kìa. Đấy, chính xác ở góc đấy. Anh cứ đi thoải mái. Đó. Đây chính là ngôi mộ của người ta gọi là vườn hoa Con Cóc, hay là gọi là vườn hoa gì nhỉ? Vườn hoa gì thì mình cứ đang có cái triển lãm. Còn đối diện đây các bạn thấy là đây chính là Bắc Bộ. Đây là toàn quyền Bắc Kỳ. Toàn quyền Bắc Kỳ nơi mà cuộc cách mạng tháng 8 của chúng ta là các cụ người ta vào đây để giành chính quyền đây này. Còn đây chính là cái khách sạn nằm trên đường Lê Phụng Hiểu và Ngô Quyền, khách sạn mà ông Putin ở đây cách đây mấy ngày, Metropole hơn 100 năm. Đó, chính xác là như vậy. Đấy, hôm trước là đây, phong tỏa hết đây. Mọi người thấy khách sạn này đẹp không? Đây là những cái giá trị Pháp để lại đấy các bạn, là công trình của Pháp. Mình không ra nhà lớn, mình rẽ trái luôn anh nhá. Đi đường Tràng Thi hay là Hai Bà Trưng nhỉ? Không biết đâu có Tràng Thi nó có họ có chặn này nhỉ? À có chặn này, này, phải xuống Hai Bà Trưng anh. Thế anh rẽ trái qua nhà lớn nhá. Qua nhà lớn xong mình vòng Hai Bà Trưng. Các bạn nhìn thấy đường phố Hà Nội lúc 6 giờ rưỡi chiều như thế nào? Wow, nhà lớn hôm nay có đèn rất đẹp các bạn ạ. Thì chúng tôi đang đi trên đường Tràng Tiền. Đây là cái con đường mà ít cây xanh nhất ấy. Và đất ở đây thì có lẽ là phải gọi là kim cương mất. Cái con đường này năm 1946 đấy, sau cái mùa đông năm 1946 ấy, thì là quân Pháp bắt đầu nó tiến vào đường này đây này, đi qua đường này rất là đông. Và trước mặt quý vị chính là nhà hát lớn Hà Nội đó, và đây là quảng trường cách mạng tháng 8. Toàn bộ cái quảng trường này vào ngày 19 tháng 8 năm 1945, anh rẽ phải nhá, chúng ta có một cuộc tuần hành meeting và sau đó chúng ta giành chính quyền. Đó. Bạn thấy nhà lớn hôm nay đẹp không? Đấy, anh đi rẽ xuống đây. Rồi. Ở đây thì có nhiều những cái tour du lịch bằng xe buýt nhỏ này các bạn. Anh em đang ngắm đường phố. Bây giờ anh em mình đi vào đoạn Hai Bà Trưng cho anh đi ra cửa Nam nhá. Anh cứ đi thoải mái, cái máy này nó chống rung được hết. Năm 1975 thống nhất đất nước thì lúc đấy anh Việt là bao nhiêu tuổi? 16 tuổi. 6 tuổi đúng không? 16. 16 à? À 6 tuổi, 6 tuổi. 6 tuổi rồi. Đường
đường này đường Hai Bà Trưng. Cấp 1, cấp 2 học ở đây này. À, cấp Trần 3 Phú chứ. Cấp đây 2 là cấp 3 rồi. Trần Phú. Trường này do có nhiều lớp sinh viên, lớp học sinh ra trường. Tài năng lắm đấy. Anh ấy chưa hay học Trường Phú à? Trần Phú. Đây. Chỗ này Hai Bà Trưng. Có lẽ nhiều người đi chưa đến Hà Nội thì cũng không, chủ yếu là đến du lịch thì chỉ có một số những cái phố cổ và ven ven thôi. Thế thôi. Đúng không? Chứ còn hôm nay mình sẽ rộng hơn một chút để cho quý vị các bạn đến tìm hiểu Hà Nội với một cái góc nhìn khác. Chúng ta nên đi tour xe máy hoặc là tour xích lô, nhưng mà xích lô họ cũng không đạt được rộng đâu, cũng chỉ là khu du lịch thôi. Xe máy là tốt nhất. Xe máy là tiện nhất anh ạ. Có thể là mình thuê xe máy hoặc là mình gọi Grab của nước gì đấy cũng có thể được. Năm 6 tuổi, năm 75 anh ở đâu? Ở Hà Nội, sinh ra rồi, Hà Nội. Vâng, tức là lúc đấy anh vẫn đang đi học đúng không? Đúng rồi. Mới nhưng mà không có cảm, không có nhớ được cái gì, cái ký ức này đấy. Khó lắm. Chỉ có nhớ mỗi ký ức là ăn những cái khó khăn cùng đất nước thôi. Tất cả mọi cái đều khó khăn cùng đất nước đấy. Thiếu thốn đủ đường trăm bề. Nhưng mà anh có phải đi trong cái giai đoạn mà anh đi gọi là ban đêm đi lấy nước ấy, anh có phải chứ, lấy nước không? Có chứ, lấy nước là xếp hàng mua muối cái số có mà. Xếp hàng mua muối đúng không? Muối. Cộng ra thắm thịt ở đây cũng nhiều, các bạn cứ yên tâm. Đây là Tràng Tiền Plaza. Ngày nay thì các bạn là các bác các anh chị ở quê ra hay bán những cái đồ kiểu trò chơi như thế này. Chúng ta đi tiếp. Đây là phố đi bộ rồi. Các bạn nhìn ở bên trong là phố đi bộ rồi. Rồi trẻ sẽ vào mua muối, đổ bánh mì. Vâng. Mua pháo thì sao? Ui, mua pháo thì mãi sau này. Mãi sau đúng không? Mãi sau này mới mua pháo. Mua pháo phải đi vào tiết trong Hà Đông, Bình Đa đi mua. Vâng. Cái phố Hàng Bạc ngày xưa là chủ yếu là chạm bạc anh nhỉ? Bây giờ thì nó nhiều món hơn, chứ còn ngày xưa chủ yếu là bạc không đúng không anh? Bây giờ nó vẫn chia ra hai chỗ, một phố dưới, Hàng Bạc dưới thì người ta bàn làm về bạc. Còn phố Hàng Bạc trên thì người ta buôn vàng trang sức. Buôn vàng trang sức nhé, chứ không phải là vàng SJC nhé. Vàng là vàng trang sức đúng trang không? Trang sức thôi, vàng thì đeo tay với lại vàng hoa tai hoa tiết thôi, chứ không ai bây giờ buôn vàng SJC cả. Vì SJC bây giờ nhà nước người ta đang cấm từ bao năm nay rồi. Tức là trang sức thôi. Chỉ có trang sức thôi. Còn ở dưới người ta vẫn làm thủ công bạc. Vâng. Con phố Hai Bà Trưng này cũng như phố Lý Thường Kiệt và một số tuyến phố của Hà Nội thì các bạn thấy là cây xanh nó khá nhiều. Trên màn hình các bạn cũng nhìn thấy đấy. Anh có lẽ đi nhiều nước rồi anh cũng thấy đấy. Thì em thấy Hà Nội mình cây xanh, cái mật độ cây xanh rất nhiều luôn. Đúng rồi. Mát mẻ. Ta phải giữ chứ không thì nguy hiểm. Và các bạn vừa đi qua bệnh viện đằng sau lưng các bạn này chính là bệnh viện Việt Nam Cuba mà người bạn Cuba đã xây tặng cho chúng ta đấy, bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba đấy, các bạn nhìn thế đấy là tình nghĩa của hai quốc gia. Cuba đã xây dựng cho chúng ta khá nhiều những công trình trong những năm tháng khó khăn. Tí nữa lên trên gì nhỉ, Hồ Tây đấy, cũng là cái của Cuba đấy. Vâng, khách sạn Thắng Lợi. Khách sạn Thắng Lợi đây. Phố Hai Bà Trưng này ngày xưa nổi tiếng với điện tử. Đúng rồi, đồ điện tử. Đồ điện tử. Trước mặt quý vị chính là Bộ Công Thương của Việt Nam. Bộ Công Thương đấy các bạn. Và đối diện Bộ Công Thương chính là Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Và các bạn có thể nhìn thấy đây chính là chợ Âm Phủ. Và bây giờ là thành đường phố sách. Ngày xưa là chợ 19 tháng 2. Bởi vì là cái ngày 19 tháng 2 á, năm 1947 á, đây là Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Đây là hỏa lò các bạn, đây là di tích hỏa lò. Anh cứ đi thẳng này, đi qua đi. Thế ngày 19 tháng 2 năm 1947 chính là cái chỗ chợ đó là cái phố chôn tập thể đấy, cái hố chôn tập thể đấy của những người con Hà Nội bảo vệ Hà Nội và bị bọn Pháp nó gọi là mình có thể gọi là một cuộc thảm sát nhỏ ở cái khu chỗ Hòe Nhai đấy anh. Đúng rồi.
lịch sử nó để lại như vậy. Ở đây là có bệnh viện gì cơ? Là bệnh viện K. Đây, đây là bệnh viện K. Bệnh viện K cơ sở 1, còn cơ sở 2 nó ở Tân Triều. Còn ở đây là khách sạn Meria, Melia. Đúng không? Bây giờ là Hà Nội Tower. Đấy, đường phố Hà Nội lúc bây giờ là 6 giờ 7 giờ đến nơi rồi. Hơn 6 rưỡi. Hồi anh đi học là kể cả ngay giữa thủ đô Hà Nội mình cũng còn rất khó khăn những năm 80 trở lại đúng không? Quá khó khăn. Quá khó khăn. 90 vẫn khó khăn. Vâng. Toàn xe đạp. Bây giờ nó khác. Đỡ bao nhiêu. Nhưng mà nói chung là chả biết người ta như nào, nhưng mà mình thì luôn yêu Hà Nội cho dù khó khăn đến mức độ như nào, cho dù ngày xưa có phải như bây giờ đâu, ngày trước mất điện, mất nước cả ngày rồi hàng tuần có một vài ngày có điện chứ. Vâng. Tối ra đường cả nhà kéo nhau ra đường ngủ chứ. Đúng rồi. Thiếu nước, thiếu điện. Đấy. Đúng không? Đó. Nhất là những năm cấm vận, anh sinh ra là hoàn toàn những năm cấm vận đấy. Cấm vận luôn. Chất nước vừa chiến tranh trong bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu các thứ mà dành hết cho miền Nam. Đúng rồi. Toàn cấm vận, đường xá, cơ hạ tầng làm gì có. Làm gì có cái gì, đi từ đây lên cái chỗ giảng võ thôi đâu. Hết cỏ, rồi. Cỏ lau ngút đầu rồi. Vâng. Phía Nam thì đi xuống cái chỗ còn chưa kịp xuống đến Âu Cầu Rèn chứ mấy. Chưa kịp đến đấy, chỉ có qua chỗ chợ mơ gãy thôi là đấy, bắt đầu là đây. Vâng. Đây ấy rồi. Đây lau sậy rồi. Chợ mơ đây này là quê lắm rồi. Kinh khủng luôn. À, còn chưa nói đến chuyện đi qua cầu đúng không? Đấy. Đây là ngã tư cửa Nam các bạn ạ. Ngã tư cửa Nam nơi có nhà danh thủ bóng đá Hồng Sơn ở trước mặt quý vị ạ. Và trước mặt các bạn tiến thẳng tới là đường Điện Biên Phủ. Đó, nhà Hồng Sơn ở chỗ kia. Bích Sinh áo cưới góc. Nhưng mà bây giờ nó cho thuê. Yumi à. Tôi hôm nay đóng giả Việt Kiều Pha Ke mới ở Mỹ về. Vượt biên mấy chục năm giờ mới về đấy. Đây ngã tư cửa Nam đấy các bạn. Ở đây ngày xưa có một cái tượng bà Đầm Già, nữ thần tự do đấy, ở góc sau lưng này. Và chúng ta đi bước vào đường Điện Biên Phủ. Đương nhiên là từ Điện Biên Phủ sẽ tiến tới Lăng Bác. Ai cũng biết điều đó. Ở đây có phố đường tàu, có chợ âm phủ đây này các bạn. À quên, có khu phố ẩm thực. Và chỉ cách nơi tôi đang đi đây là nhà của Cú Huy Hà Vũ. Anh đi thẳng lên một tí nữa. Đấy. Chính là nhà 24 Điện Biên Phủ. Ngày xưa là 24 cột cờ, bây giờ là Điện Biên Phủ. Nhà to này không nhà về. To nhà to, nhà đẹp này không về. Ở bên đấy làm gì cho khổ ra. Ở bên đấy là làm người Mỹ hay hơn. Có quốc tịch Đại Bàng là được. Cần rich. Về đây úp mặt vào giờ sống quê. Sống quê thôi. Sống quê. Đây các bạn có thể thấy cái cửa xanh xanh đây này. Cái cửa xanh xanh ở đây này. Đấy, bây giờ sơn đen rồi. Đấy, nhà 24 đây này. Đấy, cái biệt thự ấy kìa. Chính là nhà ông Cú Huy Hà Vũ đấy các bạn. Và toàn bộ cái mặt đằng trước đây là nhà cho thuê. Đấy, anh đi thẳng lên, chúng ta tiến đến Lăng Bác. Đại sứ quán Ukraine ở góc đây. Bây giờ là 18 giờ 40 phút. Đi một đoạn nữa là chúng ta đến quảng trường của gọi là công viên gọi là gì nhỉ? Tượng đài Lenin. Quảng trường đấy. Lenin đấy. Quảng trường Lenin ngay trước mặt đây này. Bên phải là còn bên phải có đối diện chính là cột cờ Hà Nội và là bảo tàng quân đội. Bảo tàng quân đội. Thì các bạn thấy là cái khu ông Lenin ở nước Nga mà sao ông lại đấy, đi qua nước này đây. Chính là ông vạch áo ông chỉ tay kìa. Đấy. Chính là tượng đài Lenin. Và bên này chính là cột cờ Hà Nội cũng như là bảo tàng quân đội đấy các bạn. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam thì đúng hơn, cho nó đầy đủ. Và dưới cột cờ Hà Nội có một cái quán cà phê Highland, anh em hay ngồi đây. Đấy. Và bên này chính là nơi vui chơi giải trí của các cháu tại công viên gọi là Lenin đi. Tạm thời gọi là vườn hoa thôi thì đúng hơn. Không biết là Lăng Bác đã lên đèn chưa? Lên rồi. Và trước mặt quý vị chính là ngã tư Điện Biên Phủ và phố Hoàng Diệu. Chỗ phố Hoàng Diệu thì nhà Ba Tư thì chính là nhà ngày xưa Bác Giáp. Và bây giờ thì là cái nơi gọi là tưởng niệm thôi. Gọi là như là bảo tàng thôi. Và trên đường Hoàng Diệu này có Hoàng Thành Thăng Long, các bạn có thể đến
tham quan. Ở đây là có đại sứ quán Trung Quốc đó, ở góc của mình. Đại sứ quán Ukraine. Ngày xưa anh làm cách nào để đi đây? Thời đó là chỉ có đi bằng đi bộ hoặc là đi tàu điện thì đúng không? Đồng tàu điện len keng là anh phải biết chứ. Tàu điện. Ờ, là tàu điện từ đấy nó chạy bờ hồ đi đâu nhỉ? Bờ hồ đi lên Hoàng Hóa Thám. Lên Hoàng Hóa Thám bưởi đúng không? Ờ. Còn nếu mà xuôi phía nam là về đến Ô Cầu Rền đúng không? Ô Cầu Rền. À. Anh em chúng tôi lại tiếp tục đi trên con đường Điện Biên Phủ. Và đây trước mặt các bạn là đấy phố Hoàng Diệu, rất nhiều cây xanh. Đây là đường Điện Biên Phủ. Chỉ cách đây vài ngày thôi là chúng ta bị phong tỏa hết để đón ông Putin đến Việt Nam. Trên đường Biên Phủ có nhiều quán cà phê đó các bạn, đặc biệt là quán cà phê Cộng trước mặt các bạn đây này. Ở đây ngồi ngắm và Cộng tức là cộng sản đấy, có rất nhiều những cái đồ uống hay là các đồ dùng nó hơi hướng của thời kỳ bao cấp, hơi hướng của cộng sản. Và ngày xưa đi xem bóng đá thể công là chủ yếu là đến sân cột cờ góc đường Hoàng Diệu. Các bạn thấy không khí Hà Nội thế nào, cây xanh thế nào? Tôi cảm nhận là cây xanh rất nhiều luôn. Và trước mặt quý vị chính là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người dân thì các bạn thấy này, đấy cũng căng dây ở vỉa hè để đánh cầu lông, tập thể thao. Đi thẳng đây là Bảo tàng Hồ Chí Minh, bên cạnh là cột cờ Hà Nội. Và đây là con đường tiến vào lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mình có thể đi ngoài này, view đẹp. À, 7 giờ kém rồi mà trời vẫn còn đang khá sáng. Đấy, khách du lịch đang chụp hình bên ngoài đúng không? Và những cái hiệp định Geneva chiến sự tại Việt Nam bằng ảnh, bằng tranh và có những cái mô tả khá chi tiết ở đây các bạn. Hiệp định Geneva. Và đây là nhà Quốc hội, cơ quan quyền lực nhất của Việt Nam. Ngày xưa chúng tôi hay tập xe ở đây. Và bây giờ các bạn thấy có hai cái đèn LED đỏ là một bên cờ Đảng, một bên là cờ Tổ quốc. Và đây chính là cơ quan quyền lực nhất của Việt Nam các bạn. Và bên này là đối diện là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. À, mỗi lần đi qua đây thì lúc nào hết sức là bồi hồi, xúc động. Và người dân hoàn toàn có thể thoải mái tập thể dục, thể thao ở trong cái khu quảng trường khuôn viên như thế này. Và bên đây á, những cái tòa mái này là chính là Hoàng Thành Thăng Long cũ, người ta gọi là khai quật anh nhỉ. Quá đẹp luôn. Tôi quay cho các bạn xem về khung cảnh trước quảng trường của lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và trước mặt các bạn chính là tòa nhà Phủ Chủ tịch, đón các nguyên thủ quốc gia hàng đầu thế giới đều đến đây. Các bạn đã thấy trong mấy ngày vừa qua là đón ông Putin ở đây. Đó, đón ông Putin ở đây. Ngày xưa cái này chính là Phủ Toàn quyền Đông Dương đấy. Đúng rồi. Đông Dương là ba nước, Việt Nam, Lào và Campuchia. Nhưng họ chọn Hà Nội là thủ đô và đây là Phủ Toàn quyền Đông Dương. Và bây giờ chính là nơi mà chúng ta tiếp đón các nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Mỹ, Tổng thống... Tất cả mọi người đến đây đều qua đây. Đều qua đây anh nhỉ. Và đây người ta, mình tạm gọi là nhà vàng. Ở Mỹ có nhà trắng, ở Hàn Quốc có nhà xanh, ở Việt Nam có nhà vàng. Và các bạn đi thêm một chút nữa, chúng ta đang ở số 1 Hùng Vương. Và bên tay phải quý vị chính là Văn phòng Trung ương Đảng, nơi mà ông Joe Biden đã vào đây để ký hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây chính là Văn phòng Trung ương Đảng, nơi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc hàng ngày. Và bên tay trái quý vị chính là văn phòng của tòa nhà của Thủ tướng Chính phủ. Anh đi lên đường Thanh Niên ấy. Chúng ta đã đi được 19 phút anh ạ. Mình sẽ cố gắng đi đến tận hồ B52 xong mình sẽ dừng cái live stream này. Mà cái đường Hùng Vương này có một cái điều đặc biệt là 100% là bê tông. Toàn bộ các khối bê tông. Đây, hai anh em chúng tôi đây các bạn. Đây. Xin
chào bà con nhá. Anh gửi lời chào tới bà con cô bác đi. Xin chào toàn thể khán giả của Thăng Long TV. Hôm nay là buổi chiều mát mẻ, hai anh em rủ nhau đi cho đồng bào xem khung cảnh Hà Nội về chiều, cuộc sống người dân bằng xe máy gì đúng không? Bằng xe máy. Mà anh em bạn bè xỏ lá nếu có rảnh thì về Việt Nam anh em chúng tôi rất đi chơi nhá. Yeah. Tiếp tục chúng ta đi tiếp. Đây và tiến tới chỗ này là đường Thanh Niên. Ngày xưa bên tay phải quý vị chính là trường mùng 10 tháng 10, năng khiếu mùng 10 tháng 10. Quần ngựa đấy. Quần ngựa, không, quần ngựa nó ở trên kia. Quần ngựa nó ở chỗ đường Văn Cao. Đấy, và trước mặt quý vị có đền Quán Thánh. Đền Quán Thánh. Một trong tứ chấn đấy. Đúng rồi, một trong những tứ chấn của Hà Nội. Đó là đền Quán Thánh, đền Voi Phục, đền Bạch Mã và chùa Trấn Quốc. Bốn tứ chấn của Thăng Long. À, đường hoa và cái chỗ Mai Văn Thưởng hình như họ sửa. Sửa. Các bạn đang tiến vào đường Thanh Liên đây. Đường Thanh Liên này có đền Quán Thánh đấy các bạn. Đây, đền Quán Thánh này đang để cờ Tổ quốc này. Đấy. Đền Quán Thánh. Đường Thanh Niên thì lúc nào cũng nhộn nhịp. Ngày xưa em trẻ em hay, hồi còn trẻ con hay lên đây dình bọn nó hôn nhau ấy. Ngày xưa ở đây này nhiều lắm. Bây giờ không biết thế nào. Bây giờ nhiều. Giờ mình lớn rồi mình không biết thế nào. Nhưng bây giờ người ta văn minh hơn là người ta ngồi ghế. À ngồi ghế à? Ngồi ghế. À. Ui ơi, trông giang trúc đẹp dạ. Quá nhỉ. Dạ. Anh cứ đi thẳng đi, đi qua cái chỗ ông bị rơi ở hồ. Đây là hồ Trúc Bạch bên tay phải. Còn bên tay trái quý vị là hồ Tây. Tí nữa tôi sẽ quay vào đây nè. Không, khung cảnh của hồ Trúc Bạch. Đấy. Các bạn thấy người ta đang đạp vịt này, các đôi đang đạp vịt này. Đấy, cái hồ chỗ Trúc Bạch này. Ông rơi kìa. Đấy, cái chỗ ông rơi là cái chỗ lùm xanh xanh kìa. À. Ông John McCain. Sau này là chủ tịch hội hữu nghị Việt-Mỹ. Đó. Đó. Các bạn thấy khung cảnh hồ Tây đang đạp vịt vào lúc 7 giờ tối. Vui không? Lên thờ. Quá là tuyệt vời. Cứ bảo đọc ôm nhau ở đây không? Ui, đông nhờ anh nhờ. Đông. Mát mẻ. Khách du lịch và người dân Hà Nội. Các bạn có thể nhìn thấy hồ Trúc Bạch, nơi mà phi công John McCain, con trai của hạm trưởng của hạm đội 7, đã rơi ở đây. Và chính đây là cái, đây này, cái bia tưởng niệm trước mặt anh này. Đấy, chính là ông phi công đấy. Ông phi công đây này. Đấy. Ông Biden năm ngoái ông đến đây đấy. Và chỗ này có một cái món rất ngon, đó là bánh tôm Hồ Tây, kem Hồ Tây nó đều ở góc này này. Đấy. Anh đi đến khi anh quay lại nhá, đến chỗ đùa chùa Trấn Quốc quay lại. Đây, bánh tôm, nhà hàng bánh tôm Hồ Tây. Lâu lâu chưa đi cái tour theo cái kiểu này, đi ngắm buổi tối tí cho nó. Anh sang đúng không? À, không được, à được. Có. Đây là một cái tour Hà Nội bằng xe máy. Chùa Trấn Quốc. Người ta có thể gọi là Trấn Quốc Cổ Tự. Đây là một trong những tứ trấn của Thăng Long. Và từ đây thì chúng ta nhìn thấy Hồ Tây. Hồ Tây Hồng Hà. Đúng rồi, đấy. Chính xác là đây Hồ Tây đấy. Ở đây cũng có những người bán bánh pía, bánh bò đấy. Ngày xưa thanh niên hồi học cấp 2, cấp 3 anh có thi thoảng ra Hồ Tây không? Thi thoảng thì ngay cái chỗ này là điểm vui chơi rồi thì á. Đúng rồi. Cứ làm gì còn chỗ nào để đi. Đây, có những cô bán sen này, sen Hồ Tây. Sen Hồ Tây đấy. Đấy. Hồ Tây có rất nhiều bài hát đấy. Còn nơi này có mộ của bà Hồ Xuân Hương đấy. Đúng rồi. Ôi, các bạn trẻ đang hóng mát ở đây. Đấy, ngày xưa em hay dình bọn nó hôn nhau đây này. Ôi, dạo này để xe ở đây xong là ngồi hóng mát nhiều nhỉ. Bây giờ là ngày xưa là có ông... cho ở trông trước thì bây giờ thôi rồi cho tự do thoải giờ mái. Giờ tự do rồi đúng không? Đấy. Hồ Tây lúc 7 giờ tối, 19 giờ tối đây các bạn. Sen Hồ Tây. Bây giờ mình sẽ tiến thẳng về chỗ ông chỗ xác máy bay B-52. Anh đi đến đường Hoàng Hoa Thám mà anh tiến vào đấy. Chứ bây giờ mình vòng một vòng Hồ Tây rất đẹp đấy, nhưng mà nó sẽ rất dài.
Thế ngày xưa ở đây mình chỉ có tiếc bây giờ, ngày xưa nó có nhiều cái tranh áp phích pano cổ động ấy. Bây giờ là trên đường phố ít lắm, không thấy. Bình thường là cái tranh cổ động thường là xuất hiện ở các nước cộng sản như chúng ta đấy. Nhiều mà. Nhiều. Nhưng mà bây giờ thì đặc biệt như cái phương tiện thông tin đại chúng nó nhiều quá hơn rồi, đâm là người ta cũng không làm một cái chuyện này nữa. Ít hơn. Đấy, đỏ da thắm thịt đấy. Các cháu các em đang đầy đây. Nhiều ông xèo không có bô ông đi to. Cuộc sống người lớn, người bé, người già, người trẻ ra đường mưu sinh hết này. Thế các ông, các bà, các bảo là người ta cấm đâu mà cấm. Không ai cấm gì hết. Không ai cấm cả, thoải mái luôn. Đừng có vi phạm pháp luật là được. Đúng rồi. Đây, vỉa hè lòng đường các ông cứ bảo là cấm này, cấm đâu. Anh đi thẳng anh ạ, đừng vào đây. Vào đây. Anh em chúng tôi đi xe máy để đi dạo cho nó luồn lách cho nó sướng. Vườn hoa này chắc chắn đang cải tạo rồi. Thực ra ngày xưa nếu mà thời anh thì chỉ có đường thanh niên là sầm uất thôi. Thế thôi. Vui vẻ thanh niên, chủ yếu lên đường thanh niên thôi. Tất cả tập trung ở đây hết. Trong bài hát người ta gọi là đường cổ ngư xưa đấy. Đường cổ ngư chính là đường thanh niên đấy. Là cái đường mà anh em mình đi đó. Những cái bạn nhỏ sinh sau này nhiều khi người ta không biết đâu. Ngày xưa Hà Nội là đêm 1 giờ đêm vẫn phải đi xách nước. Ôi trời, 1 giờ đêm